Sách Khổng Thánh dạy rằng: tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tựa thiên kim. Nhưng đó chỉ là lời giáo huấn của Thánh Hiền, đặt ra để tiêu biểu cho sự khinh tài trọng nghĩa. Chứ thật ra, tiền có sức mạnh làm cho con người đổi dời tâm địa. Tiền có tài khiến cho thiên hạ bội bạc bất nhân. Có hạng người vì tiền mà mất nết hư thân. Cũng có kẻ vì tiền mà lâm vào tội ác. Tiền có mãnh lực khiến xui cho tình thương tan nát. Tiền có khả năng làm cho đạo nghĩa suy lỗi, tìm tòi nát trí khổ thân. Nhưng ai đua chen theo bạc tiền thì khó vẹn được chữ nghĩa chữ nhân. Còn giờ câu đạo đức chân thiền thì bạc với tiền không bao giờ. Nhân tình thế thái ngày nay, người đời thường nói: có tiền dù xấu cũng xinh, không tiền dù tốt họ cũng khinh thân hèn. Có tiền dù xấu cũng khen, không tiền danh cũng bạn bè bội tín. Chỉ vì tiền mà ra tiền ơi, mi có biết chăng cũng chỉ vì tiền mà luân lý đạo hằng tàn suy. Kẻ tiểu nhân cũng lên bậc thượng tăng sang ca. Người quân tử không tiền thay tình thiên hạ cũng rẻ khinh. Tiền có tài đổi nhục làm vinh, tiền có sức mạnh biến đen thành trắng. Bởi có câu: phú quý sanh lễ nghĩa, bần cùng sanh đạo tặc. Tiền tiền là sức sống của thế nhân, nên lắm kẻ chạy theo tiền mà chẳng kể gì tội ác. Người ta khổ sở tạo ra đồng tiền nén bạc mà chẳng bao giờ suy nghĩ trắng đen. Tiền tài chi mà thế nhân
chẳng quên mình. Trên dương thế vô tiền thì tắc tử, người trần gian hữu bạc thì tắc sanh. Tiền không quý báo chi mà thiên hạ mãi giật dành, tiền không có tài phép chi mà người đời vẫn lũy cầu hương vòng. Những người trên dương thế trót sinh ra trong hoàng vô, thì dù muốn dù không cũng chẳng ai vượt qua ai chờ kiếm tiền. Trừ ra những hạng thân cao đạo đức chân hiền, họ chỉ thấy đời người là kiếp sống tạm và đánh giá kim tiền như đám phù vân. Có hạng người mượn cảnh Phật làm kế dung thân, lợi dụng lòng dân tới quyên tiền góp của chốn thiền môn, mà tiền còn đeo đẳng thì hỏi thế gian làm sao thoát khỏi chớ kim tiền. Đời người chỉ có 3 vạn 6 ngàn ngày, mà sao nhân thế họ vẫn thẳng tay tung quăng. Nếu ai vào nghĩa nhân thì nghèo khó bạc tiền, như Huỳnh Công Tấn tham giàu bất nghĩa, sát hại đồng bào phản nước theo Tây. Còn Trương Quang Ngọc tham sang bất trung, bắt vua nạp cho lũ loạn thần tặc tử. Vì tiền mà bao kẻ vong ân, vì tiền lắm kẻ hư thần. Tiền có mãnh lực làm cho người đời phải lặn suối trèo non. Tiền khiến cho vợ hiền xăng giả bỏ con. Tiền là mảnh giấy vô tri được người đời tính màu vẽ số. Thế mặt tiền, tiền khiến cho lòng người thay đổi. Tớ phản thầy tôi lại bất trung, vợ bỏ chồng quên chữ thủy chung. Tôi phản chua quên điều nhân nghĩa. Tiền làm cho người đời vô ân bất hiếu, lìa bỏ quê hương quên nghĩa quên tình. Nếu muốn vững bước trên đường lành thì hãy đem đạo đức chân thành dẹp tiền qua một lối. Còn nếu bị sự sai khiến của đồng tiền